Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu đang là bộ phim khuynh đảo màn ảnh Hàn vào cuối năm 2020. Với cuộc chiến tranh giành quyền lực và tham vọng riêng của ba nhân vật nữ Ri Yeon, Lee Jia, Jeon Seo-jin, Kim So-yeon và Oh Yeon-hee, Oh Gae-nae. Bộ phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Kim So-ri Yeon, Jeon Seo-jin và Oh Yeon-hee có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng, tưởng như ai cũng mơ ước của họ. Trong bộ phim, nhân vật phản diện Jeon Seo-jin do nữ diễn viên Kim So-yeon thủ vai đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả hơn cả. Diễn xuất của cô đã thể hiện được hình ảnh một tiểu thư phô trương, kiêu ngạo, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Dù mới lên sóng những tập đầu, The Penthouse đã trở thành chiến binh đáng gờm trong cuộc đua phim Hàn tháng 10 với rating hơn 10%. Trong phim, Kim So-yeon vào vai một phụ nữ, cố gắng duy trì địa vị trong xã hội thượng lưu bằng cách trở thành nữ hoàng trong căn hộ áp mái, nơi được xem là biểu tượng cho đỉnh cao thành công trong mắt cô, cũng như những người phụ nữ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành nhân vật phản diện để bảo vệ bản thân. Dù vậy, đời tư của cô lại hoàn toàn trái ngược với các vai diễn trên màn ảnh. Là sao nhí tiềm năng của làng giải trí xứ Hàn. Sinh năm 1980, Kim So-yeon sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật từ bé. Thế nhưng, cô từng bị chỉ trích vì già trước tuổi, trưởng thành hơn hẳn so với các bạn bè đồng trang lứa. Năm 14 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, nữ diễn viên sinh năm 1980 đã tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Pink Grace và giành ngôi vị cao nhất. Từ đây, cô bước vào làng giải trí rồi dần ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi bật. Năm 1994, Kim So-yeon đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher. Nữ diễn viên chinh phục khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, cuốn hút, qua đó giành giải diễn viên nhí xuất sắc tại SBS Drama Awards năm 1994. Chưa dừng lại ở đó, Kim So-yeon tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất trong những tác phẩm như Daughters of the Rich Family, Rebusting for Dirty, Open Your Heart, Seven Spoons, Yesterday. Nhờ vậy, cô cũng được các thương hiệu, nhãn hàng ưu ái và trở thành nữ diễn viên nhí đầu tiên bỏ túi tới 100 triệu won nhờ làm người mẫu quảng cáo. Ác nữ trên màn ảnh nhưng đời tư mỹ nhiễm scandal. Sở hữu khuôn mặt sắc sảo, cá tính, Kim So-yeon thường được giao đóng những dạng vai có tính cách phức tạp trong các tác phẩm như Bệnh viện phụ sản Sunpon, Iris, Tình yêu thuần khiết, v.v. Đến hiện tại, vai diễn ác nữ nổi tiếng nhất sự nghiệp của cô là nhân vật Hu Yomi trong On About Evie năm 2000. Khi đó, dù mới 20 tuổi nhưng nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Kim So-yeon đã nhập vai xuất sắc thành người phụ nữ ích kỷ, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để thực hiện tham vọng. Trong những phân cảnh thể hiện sự đau khổ, dằn vặt của nhân vật Yoon Mi khi nhận ra sai lầm, Kim So-yeon cũng biết cách chuyển đổi nhịp nhàng tính cách. Nhờ vai diễn này, cô được người hâm mộ dành tặng biệt danh ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn. Điều đặc biệt là dù thường xuyên thể hiện những vai diễn ác độc, tàn nhẫn, nhưng ngoài đời, Kim So-yeon là một trong những diễn viên sạch hơn cả của showbiz Hàn, theo Dispatch nhận xét. Suốt sự nghiệp, những thông tin của cô đa phần xoay quanh các vai diễn và tình yêu dành cho công việc. Chỉ duy nhất vào năm 2007, Kim So-yeon vướng vào lùm xùm về trang phục trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 12. Hiện tại, Kim So-yeon đang gây chú ý với vai diễn trong phim truyền hình Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu. Cô hóa thân thành con gái của chủ tịch quỹ Chungga, đồng thời là nghệ sĩ hát opera nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có và quyền lực. Cô luôn cho rằng thế giới xoay quanh mình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi bạn học cũ Oh Yeon-hee, Lee Jia thủ vai, người có nhiều thù hằn trong quá khứ với cô xuất hiện. Vai Jeon Seo-jin của Kim So-yeon khắc họa hình ảnh một quý bà giàu có, ưa phô trương, kiêu ngạo và luôn đau đáu tham vọng giữ vị trí đỉnh của chóp trong thế giới mình sống. Là con gái của chủ tịch quỹ Chungga và là một giọng nữ cao quyến rũ bậc nhất Hàn Quốc, Jeon Seo-jin là ông chúa của câu lạc bộ Hera và luôn tin rằng thế giới nên xoay quanh mình. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo khi cuộc đời Seo-jin xuất hiện bạn học cũ Oh Yeon-hee, một người phụ nữ chưa từng trải qua sự giàu có nhưng quyết tâm làm bất cứ điều gì vì thành công của con mình. Kim So-yeon chia sẻ, tôi đã mong ngày nào đó được đóng trong các tác phẩm của biên kịch Kim Sun-ok, vì vậy tôi luôn cảm thấy rất vinh dự khi cơ hội này tới.
Kịch bản quá tuyệt vời và tôi biết mình sẽ hối hận nếu không tham gia. Tôi đang cố gắng hết sức với trái tim biết ơn. Ngôi sao sinh năm 1980 tiết lộ thêm. Đạo diễn Ju Dong-min thực sự yêu thích bộ phim này và anh ấy đã nỗ lực rất nhiều trong từng cảnh quay. Vì vậy, tôi cũng có cảm hứng để làm việc chăm chỉ hơn. Nhờ những ý tưởng của anh ấy, tôi có thể khắc họa nhân vật của mình theo cách tốt hơn. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi đang được làm việc với nhiều diễn viên quyến rũ mà từ lâu đã muốn gặp và học hỏi ở họ. Không khí trên phim trường thực sự rất tuyệt vời và tôi đang quay phim rất vui vẻ. Tôi đang cố gắng hết sức để đến với khán giả thông qua vai Jeon Seo-jin, vì vậy hãy chờ đợi nhé. Kim So-yeon nói về bầu không khí trên phim trường. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Kim So-yeon cũng tiết lộ điểm mà cô thích nhất trong vai diễn của mình. Đó là việc Seo-jin luôn sống với đam mê cháy bỏng, làm việc chăm chỉ và muốn làm mọi thứ theo cách hoàn hảo nhất. Cần phải nhắc đến Kim So-yeon trên cúp Dae Sang-hae. Một cư dân mạng tỏ ra phấn khích trước diễn xuất bùng nổ của ngôi sao họ Kim trong tập 15 Bathhouse, What's the Life, Cuộc chiến thượng lưu. Sang hai tập gần nhất gồm 16 và 17 của Cuộc chiến thượng lưu, mỹ nhân 40 tuổi tiếp tục tạo ra nhiều khoảnh khắc xuất thần. Điều này giúp cô chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ngôi sao nổi tiếng tuần qua tại Hàn, theo thống kê của Good Data Corporation. Diễn xuất bùng nổ đến điên rồ của Kim So-yeon. Trong trường đoạn kéo dài 5 phút, Kim So-yeon đã lột tả xuất sắc những biến hóa tâm lý của nhân vật Jeon Seo-jin, cảm xúc đang cãi vào nhau và thể hiện rõ trên khuôn mặt ánh mắt của ác nữ. Jeon Seo-jin không chỉ đấu tranh với bố mà còn đấu tranh với chính mình ở trường đoạn ngộ sát trên. Thoạt đầu là sợ hãi, run rẩy trước nguy cơ đánh mất tuyên đồ và sự uy nghiêm của cha. Sau đó, sự vô tình, bạc bẽo từ bố đã dấy lên nỗi phẫn uất và đau đớn trong cô. Đặc biệt, trong khoảnh khắc Jeon Seo-jin mặt đối mặt với người cha sắp chết, Kim So-yeon khắc họa trọn vẹn cảm giác nửa bàng hoàng, đau khổ, nửa mừng rỡ, hả hê của nhân vật. Bàng hoàng vì mất đi người thân, đau khổ khi vô tình ngộ sát, mừng rỡ vì chớp được cơ hội bảo vệ vị trí chủ tịch và hả hê khi người cha máu lạnh cuối cùng cũng phải trả giá. Đắt giá nhất là cảnh quay khép lại tập 15, khi Jeon Seo-jin vừa đánh đàn, gào khóc rồi lại cười lên như điên dại, vừa độc thoại như để trấn an và thanh minh cho tội ác của mình. Vẻ mặt điên loạn cùng giai điệu dồn dập, đầy hoang mang của bản Piano Mazeppa vang lên trong không gian vắng lặng đã khắc sâu thêm xung đột tâm lý của nhân vật này. Sang đầu tập 16, Kim So-yeon tiếp tục phô diễn khả năng lấy cảm xúc trong tích tắc xuất sắc của mình ở một cảnh quay shot. Vừa bước đi dọc hành lang bệnh viện, nhân vật Jeon Seo-jin vừa chuyển nét mặt từ lãnh đạm sang đau khổ cùng cực, từ đôi mắt ráo ngoảnh sang ngập tràn nước mắt để giả vờ khóc thương cho người bố chết vì đau tim. Màn trình diễn xứng đáng đạt giải Dae Sang. Kim So-yeon nhận cơn mưa lời khen của khán giả sau loạt khoảnh khắc xuất thần. Trên các diễn đàn, cư dân mạng trầm trồ. Lâu lắm rồi tôi mới nổi da gà vì diễn xuất. Tôi gần như đã phải đứng dậy vỗ tay. Qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được diễn xuất tốt đến mức độ nào. Diễn xuất thực sự điên rồ. Điên cuồng thật, đến giờ tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Mức độ này tương đương với Joker của Hàn, thực sự diễn đỉnh, vân vân. Nhiều người xem còn khẳng định rằng Kim Yo Seo-un đã tự đánh đàn piano để mang đến cảm giác chân thực cho cảnh quay cao trào nói trên. Cuộc chiến thượng lưu chưa kết thúc, song phim sớm đã có mặt trong danh sách tác phẩm tranh giải thưởng truyền hình của đài SBS 2020. Ngày 17 tháng 12, trailer về giải thưởng đã nhá hàng về loạt phim tham dự. Cuộc chiến thượng lưu xuất hiện bên cạnh những tác phẩm đã hoàn tất phát sóng gồm Story Girl, Hyena, Dr. Romantic 2, Alice, v.v. Dẫu danh sách đề cử cho giải Dae Sang chưa được công bố, cư dân mạng không ngần ngại gọi tên Kim So-yeon như là một ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao quý ghi nhận cống hiến xuất sắc của diễn viên. Cần phải khắc tên của Kim So-yeon lên cúp Dae Sang ngay. Hãy trao cho một mình cô ấy giải Dae Sang. Ứng cử viên đầu tiên cho Dae Sang diễn xuất năm nay. Nếu Kim So-yeon không nhận được Dae Sang thì tôi sẽ thất vọng lắm. Vân vân, đó là những lời bình luận của cư dân mạng trên các diễn đàn phim ảnh kêu gọi SBS đưa Kim So-yeon vào danh sách đề cử Dae Sang năm nay. Cuộc chiến thượng lưu phần 1 đang ở chặng cuối phát sóng. Nhà sản xuất đang tiến hành quay dựng phần 2 của loạt phim. Tin tức về dàn diễn viên tham gia phần mới chưa được công bố. Nhiều người hâm mộ hy vọng ở phần 2, nhân vật Jeon Seo-jin vẫn sẽ do Kim So-yeon đảm nhận. Với khả năng diễn xuất đã được minh chứng, cùng tình tiết thắt mở gây cấn qua từng tập, nhân vật của Kim So-yeon được nhiều khán giả chờ đợi. Phim đang bước vào những tập cuối cùng và những thủ đoạn cũng như toan tính của cô chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa.
Kim So-yeon đã có thâm niên 23 năm đóng phim và hiện là một trong những sao nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn. Ngoài ra, Kim So-yeon còn được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Lee Sang-woo. Cặp đôi bén duyên khi đóng chung phim Happy Home và kết hôn vào năm 2017.